Anh này anh ba hoa lắm. Nói lời tình nguyện thì thật sự chúng tủ. Trong vòng 24 tiếng sẽ đóng Facebook. Đang thiếu nợ ai thì vui lòng liên hệ trả nợ. Và ngay sau đây xin mời chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật to thật kêu ở trong phim trường này để đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, xin chào hai em. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào khán giả. Tên là Nguyễn Văn Nghĩa, hiện nay năm nay là 32 tuổi, hiện đang là nhân viên kỹ thuật. Rồi, cô dâu. Dạ, em tên là Phạm Nguyễn Việt Hà, em năm nay 24 tuổi. Em hiện mới đi làm trong ngân hàng. Em 24 tuổi, chắc là hai vợ chồng mới cưới nhau cho nên là còn rất là son đúng không? Cưới được hơn 3 năm rồi. Chắc có lẽ là trong 3 năm các bạn vẫn còn là chưa có em bé đúng không? Dạ có 2 đứa luôn rồi. Trời. Công nghiệp vậy. Ây cha. Tôi bất ngờ quá là tại vì thứ nhất là mới hỏi tuổi cô dâu 24 tuổi, theo em á thì là vừa mới tốt nghiệp đại học đúng không? Tốt nghiệp là năm 2 chứ đúng không? Đúng không ai? Ồ, 2 đứa con. Bất ngờ quá. Cái té hồi nãy là bất ngờ thiệt đó. Thôi chút nữa mình sẽ xoáy vào vấn đề đó. Bây giờ hỏi nè, hai bạn lần đầu tiên gặp nhau như thế nào và ấn tượng về nhau ra sao? Em đi tình nguyện, em gặp chị. Thì chị đó lúc mà rảnh rỗi thì chị rủ em đi uống cà phê. Thì lúc đó chị dẫn theo bạn là anh này. Lúc đó là em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em 21 tuổi. Khi em gặp bạn này thì sao? Anh này anh ba hoa lắm. Anh nói về cái chuyện anh đi tình nguyện như kiểu không ai đi tình nguyện. Có mỗi mình anh biết là chuyện tình nguyện như thế nào. Thôi mình nên đi vậy? Trong khi người ta đang thực hành chuyện đó thì anh... Anh kể mà kiểu... Đi thiệt mà. Lấn ép người khác không cho người ta kể luôn. Đó, có nghĩa là anh thao thao bất tuyệt luôn. Dạ. Và em thích cái đâu? Ghét lắm. Đó, chắc chắn rồi, chắc chắn là không ưa rồi đúng không? Còn Nghĩa thì sao? Cũng không có ấn tượng gì á. Chị nghe bảo nói là tình nguyện thì thật sự trúng tủ. Tại vì hồi trước tham gia là ban chấp hành của đoàn trường. Lúc còn học lúc nào phải đi hết. Rồi thấy vợ nói cũng thao thao bất tuyệt. Cũng đâu có biết vợ ghét chỗ đó đâu. Rồi xong rồi mặt đó cũng không có để ý gì vợ á. Nhìn trời, nhìn cô bé thấy đi đã vậy còn dắt thêm một bạn nữa, một anh nữa. Cái qua sau đó thì về thì cũng có hỏi cái người bạn mình bé đó làm cái gì. Cái chỉ cái Facebook cho vô Facebook coi. Cũng ép Facebook luôn. Thì cô vợ cũng chấp nhận Facebook, cũng chẳng gì nói chuyện nhau. 4-5 tháng sau luôn thì mới vô đúng vô cái mùa Euro thì cô vợ bắt trước người ta chơi cá độ. Em nhảy vô em bắt xong rồi thắng được 2 độ, thắng xong rồi không có trả mấy tháng sau luôn, cũng không nói năng gì hết đó. Yêu mà yêu cá gì nhớ cá gì đi uống nước thôi đó. Sau đó rồi mấy tháng sau thì cô vợ mới lên Facebook nói một câu: trong vòng 24 tiếng sẽ đóng Facebook, đang thiếu nợ ai thì vui lòng liên hệ trả nợ. Trời ơi. Coi như là đúng rồi, cá gặp nước rồi. Không phải nhào vô liền. Vậy cái đó đó, em nhào vô liền nói: ai thiếu hơn 2 độ trả lại, trả đồ em lên. Thì tối hôm đó mới set up luôn là đi đi ăn. Mất nhiều tiền không? Dạ cũng không, 46.000. Trời ơi, nhớ tới bây giờ luôn đó Bin. 46.000 3 năm rồi. Luôn, tôi đứng hình luôn. Rồi đến cái mốc nào thì các bạn mới chính thức yêu nhau? Từ từ cái lúc mà trả tiền cà phê đó. Dạ 3 ngày sau. Hả? Hả? Cái gì? Dạ 3 ngày sau. Là chính thức yêu nhau? Dạ. Chính thức yêu nhau. Rồi yêu trong bao lâu? Yêu bao lâu thì cưới? 4 tháng sau thì bác sĩ bảo cưới và em cưới. Gì 24, 2 đứa con. Lúc cái cảm giác làm sao em? Em mới hỏi vợ em là bây giờ sao? Em đi làm rồi, vấn đề gì thì vợ còn đi học, sợ vợ thôi. Mà mới nói là con em còn giữ, em không muốn bỏ. Em nói là rồi, thì vợ muốn giữ thì anh sức chơi sức chịu, anh đồng ý thôi. Cái em mới về cũng gọi điện báo cho nhà bên mặt, ba mẹ em biết. Rồi ba mẹ cũng la, nhưng mà thôi thì bây giờ em nói thôi bây giờ để coi gia đình bên vợ như thế nào. Rồi cuối cùng sao? Thì ba em cũng hơi đứng hình một chút, xong rồi ba em cũng nói luôn là chuyện như vậy rồi thì gia đình cũng không khó khăn rồi, con về con nói chuyện với ba mẹ rồi xuống nói chuyện với bác. Đó là em bé thứ nhất ra đời trong một cô sinh viên năm thứ 3. Không lẽ cái đứa thứ 2 là các em muốn có thêm nữa? Dạ không, sau đó thì em có đi đặt vòng, nhưng mà 1 năm sau thì vòng nó tự nhiên nó tuột vòng hả? Dạ tuột vòng. Lỗi của ông chồng rồi ông ơi. Lỗi bác sĩ như là lỗi ông chồng. Không phải bác sĩ. Thôi thôi đừng có nói gì, cái đó là do lỗi cái vòng. Ủa nhưng mà đứa đầu là con gái hay con trai?
Dạ, đứa đầu làm bé trai. Rồi sao? Sau làm bé gái. Thôi trời, tốt quá rồi. Tuyệt vời rồi. À, rồi có đặt vòng nữa không? Dạ không rồi, giờ em chuyển cái phương pháp khác rồi. Rồi bây giờ, sau khi đẻ đứa thứ hai rồi vẫn tiếp tục học hay sao? Dạ đúng rồi, em mang bụng bầu em đi học bình thường. Sau khi sanh rồi vẫn còn đi học, sanh rồi con còn nhỏ như vậy, xong lại có bầu đứa thứ nhì, rồi tiếp tục đi học. Tụi em vượt qua cái điều đó như thế nào? Bên ba mẹ của anh á thì lớn tuổi rồi, cũng không có trông cháu được. Cho nên em thay vì đi học buổi sáng thì em sẽ đi học buổi tối. Anh canh giờ anh chạy về, anh trông con. Đến đứa thứ hai thì cũng vậy luôn. Chỉ có hai vợ chồng chăm nhau thôi chứ không có. Tự lập nghĩa chắc là hay quá hả? Nghĩa chắc là làm được hết tất cả mọi thứ. Dạ. Công việc nhà đúng không? Đúng rồi, sáng dậy là 5 giờ anh đi chợ nấu cơm rồi anh mới đi làm, xong rồi tối về thì giặt đồ cho con. Như vậy là quá tuyệt vời rồi, chắc đâu có gì gọi là tính xấu gì đúng không em? Dạ anh chỉ có mấy cái nhỏ nhỏ thôi à. Rồi giờ kể nghe coi, nhỏ nhỏ là gì? Anh dọn dẹp á, anh có cái kiểu là anh mở cái tủ ra xong anh để vào anh đi. Anh mà có đập quả trứng ra chiên thì anh sẽ để vỏ trứng lại ngay tại chỗ đó, anh không dọn gì. Không có dọn dẹp. Dạ, cái thùng rác thì bên cạnh anh để đó. Anh không bứt. Có nhiều lúc á, anh cũng hơi nóng tính. Đi đâu về cái anh giận cả chém thớt, anh la kiểu bực gầm giọng thôi. Thôi đi đừng nói nữa. Vậy thôi chứ cũng không có la lối gì. Nghĩa nói chứ cũng 31 còn em 24 đúng không? Dạ. Cũng chênh lệch với nhau về số tuổi. Dạ đúng. Vậy rồi thì có gia trưởng không? Dạ không, anh chiều em lắm. Với có hay cãi vã nhau không? Cũng có anh, nhất là cái chuyện người yêu cũ của anh. Như vậy là ghen. Ghen tuông hả? Đúng không? Ghen lắm. Tức là vợ ghen Nghĩa. Dạ. Chứ không phải là Nghĩa ghen vợ. Em với người yêu cũ là yêu nhau cũng 5 năm, rồi chia tay cũng 2 năm. Nhưng mà sự chia tay 2 năm thì cũng có nói chuyện với nhau, cũng hay gọi điện xuống hỏi thăm. Thì vợ bảo không cho, thì cũng hứa với vợ là anh cũng không có nói chuyện nữa. Nhưng mà cũng lén vợ rồi gọi xuống cũng nói chuyện thì vô tình thì vợ cũng phát hiện. Sự lặp đi lặp lại đúng không? Thì ra là khó chịu chứ đúng không em? Em quan trọng lời hứa, là em bắt anh hứa mà anh không làm em bực lắm. Em bức xúc đúng không? Dạ. Lúc đầu em dặn anh, em nói hai chuyện hai người tự giải quyết, em không có can thiệp đâu. Nhưng mà đừng để em can thiệp nha, em can thiệp là tăng bằng luôn á. Em nói anh vậy mà cuối cùng không được. Cái một lúc cô gọi điện xuống, lúc nãy em bắt máy. Em mới hỏi có chuyện gì không mà chị cứ nói là không có chuyện gì hết, chị hỏi thăm thôi. Em mới nhắn tin cho chị là vậy nếu mà không có gì á, sau này chị gọi cho em. Còn mà chị với anh nói chị em không thích. Cái chị đó chị trả lời là gọi điện cho em thì chị ngại lắm, còn em không thích thì mặc kệ em. Nói vậy cho em mới bực. Em có nói cái điều đó cho Nghĩa nghe không? Em có nói cho Nghĩa nghe. Thì Nghĩa cứ nói là ôi cái chuyện đó là chuyện nhỏ không có gì hết. Thì vậy em mới tức, là tại vì nếu mà anh này không nhận điện thoại chị đó, chị muốn gọi đâu được. Em tức là tức người này nhiều hơn là tức cái người kia. Có gọi vậy thì lúc đó Nghĩa đứng ở giữa thì Nghĩa xử sự ra như thế nào? Lúc đó em chỉ nói là thật sự đâu có cái gì đâu, anh với người đó chỉ là bạn thôi chứ không có là gì hết, mà em cứ ghen hoài. Mà vợ thì hay nhây mà có chuyện nó nhây hoài thì nó cũng em cũng bực. Tánh em cũng hay nóng nên là đâm ra hai vợ chồng gây nhau. Tới mức độ mà em bực nó nổi mà cái tủ kiến ở nhà mà em đập nó rầm bể hết kiến, máu chảy tay chảy máu không đi mai mấy mũi. Lúc đó vợ mới im thôi chứ chưa có nguôi cái lòng tức nữa. Ngay tới bây giờ lúc nào cũng buồn vui gì cũng nhắc tới hết đó, mà mức độ mà lúc nào đang vui cái cũng kiếm người nào đó trên Đà Lạt đấy là gì. Trời ơi cái đó thật sự khó lắm, là khó chịu lắm nè. Tôi nhưng mà gì nè, chị hỏi em nè, khi em đã biết hết rồi nhưng mà lý do gì mà em cứ phải kéo cái việc đó trở lại? Em còn có cái gì mà ấm ức? Thực ra là em chọc anh thôi. Chị nói nghe, trong chuyện này cả hai người đều có lỗi chứ không phải là một mình Nghĩa hoặc là một mình vợ Nghĩa đâu. Đáng lý ra ngay từ những cái ngày đầu khi mà cô bạn gái cũ của em mà có cái thái độ như vậy đối với vợ em phải ngưng ngay từ cái lúc đó. Chứ đừng để đến cái lúc mà biểu ở đó đó anh nó không có gì, nhưng mà rõ ràng cái người kia họ thách đố luôn với vợ em mà. Trước đó thì chưa thách đố, sau này là lúc đó là đã căng thẳng rồi. Là thì em đó thì chị mới nói là ngay lúc đó là em phải dẹp luôn, em đừng có nói cái chữ là không có gì. Đó là lỗi của Nghĩa, là hơi bị chậm trễ. Còn về phía em, đáng lý xong rồi thì thôi đi, đừng có kéo lại nữa. Tại vì
cái chuyện cũ á, 5 năm không phải là thời gian ngắn. Đó là một cái vết sẹo trong cái trái tim của người ta. Mình tôn trọng khi mà cái quá khứ đó đã thôi rồi, mình không móc lại nữa. Móc lại như vậy là mình bươi lại cái vết thương cũ. Thì cái vấn đề của em ở đây là em lại bị nhây quá trong cái vấn đề này, cho nên là trong chuyện này cả hai vợ chồng đều có lỗi. Lỗi ở đây là hai bạn đều yêu nhau, đều thương nhau, đều muốn quên quá khứ, nhưng mà các bạn lại bị chọn sai thời điểm. Bạn này mà sớm chút xíu nữa thì không có vấn đề gì. Bạn này dứt giặt ngay lúc đó thì cũng không vấn đề dứt gì. Luôn. Theo chị là như vậy nè. Ngày hôm nay nhân cơ hội này nói hết đi. Nói rồi xong, từ hôm nay đổ đi, không nói nữa. Không đùa, không giỡn, không móc nữa. Hứa với chồng đi, không có nói nữa. Nhân chương trình này thì vợ hứa với chồng là không bao giờ nhắc đến người đó nữa. Hứa rồi nha. Có ghen kiểu khác đúng không? Kiểu dễ thương hơn nhiều. Rồi bây giờ em mong muốn vợ mình có thay đổi gì không? Thật sự cái lớn nhất là mong muốn như nãy vợ hứa rồi thì thôi em thôi không mong muốn nữa. Đúng chưa? Hay quá, vui hay vậy đó. Là vui rồi đúng không? Thế còn em? Em không cần anh thay đổi gì hết, em chỉ cần anh thương em vậy em suốt đời thôi. Trời ơi tuyệt vời quá. Rồi, xin chào hai bạn. Em nhìn anh này em thấy không thích, tại vì anh rất là lúa. Tại sao anh kia xinh hơn, không xinh, xinh lại xinh xuống cái này. Em muốn quay lại với ảnh để em là người chủ động. Xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Rồi mời hai em giới thiệu với mình. Em tên là Phan Văn Hiền. Hiện là dựng công viên Bốc Xin thành phố. Trời ơi, sao người nhỏ xíu mà sao dựng công viên Bốc Xin hay thiệt. Còn đây, em tên là Phan Hồng Đào, hiện em đang là nội trợ ở nhà thôi. Em 26. Rồi, bây giờ kể cho anh và chị Vân cũng như mọi khán giả ở đây biết là hai em gặp nhau trong trường hợp nào. Vào năm em học lớp 12 thì em với cô bạn đi xem phim. Thì buồn quá thì nên điện thoại rủ một anh bạn tới nữa. Thì anh này nói với em là mày đợi tao chút đi, tao phải kiếm chỗ đậu xe. Tại tao kéo anh bạn tao theo là có đi xe hơi lận. Đó là cái người bạn con trai đó đó. Dạ đúng rồi, con trai dắt anh này theo. Và em nhìn anh này em có ấn tượng gì vậy anh? Dạ, cười bắp đúng không? Dạ dạ không, em nhìn anh này em thấy không thích, tại vì anh rất là lúa. Ủa lúc đó em mặc cái gì mà lúa vậy? Lúc đó thì áo thun jean bình thường rồi. Dạ. Mang dép Lào. Dạ mang dép Lào. Không phải cái gì nó mới gọi là bị lúa đúng không? Tại vì lâu quá ảnh quên á, chứ thiệt ra lúc đó anh bật một tài lỏng. Hay chưa? Rồi dạ, nhưng thì... mà em thì em gặp cô này thì em ấn tượng nhiều. Tới gặp chiếu phim gặp hai người là vợ em với một người nữa là ốm hơn. Nhưng mà khi về em lại nhờ bạn xin số điện thoại giùm, xin số vợ em, không xin số người kia. Cái thằng bạn em lại hỏi là tại sao nhỏ kia xinh hơn không xinh, xin lại xin số nhỏ này có bị lộn không? Dạ em nói là không, đúng rồi đó. Lý do gì mà em gặp bạn này em lại thích bạn này hơn? Dạ tại bạn này mức lại lại dễ giao tiếp, nói chuyện nhiều. Em thì ít nói cho nên nhắn tin qua lại. Cho nên là cái hình thức nó không quan trọng. Cái chính là cái sự duyên dáng. Nhưng còn bạn này thì sao? Bạn này gặp bạn này thì có... Dạ không thích. Không thích ngay từ lần đầu, trong khi bạn này lại thích em. Dạ đúng rồi, em không thích. Nhưng mà cái lúc đó là Hiền có tiết lộ cho cô này biết là em là giận viên bóc xiên không? Dạ chưa. Dạ. Lúc mà quen từng một tháng thì mới nói là dạ. Nhưng mà cái câu chuyện một các bạn lần đầu tiên gặp nhau là nó xảy ra cách đây bao lâu rồi? 7 năm trước. Chà, như vậy là câu chuyện về cái tình yêu của các bạn á, nó chắc chắn là sẽ ly kỳ lắm đây, đúng không? Đó em cũng là còn học lớp 11, thời gian đi tập với lại đi học á. Cho nên rồi chia tay với vợ. Đòi em chia tay. Dạ. Mà chỉ vì một lý do là kẹt học với kẹt tập. Lại sợ không lo được cho vợ cho nên đòi chia tay. Em có đồng ý không? Dạ không, không đồng ý chia tay với ảnh. Em muốn quay lại với ảnh để em là người chủ động chia tay với ảnh. Còn bạn này thì sao? Em dễ tin người lắm, ai nói gì là em nghe hết. Rồi thì sao? Em cũng quay lại và cố gắng học hành. Thì giờ em đã tốt nghiệp đại học. Dạ giờ cũng nghỉ đánh bóc rồi, phụ trợ thầy dạy lại cho mấy đứa trẻ. Rồi cô ấy có trả thù em không? Dạ không, tới giờ luôn không có trả thù. Quên luôn. Rồi sau khi cưới về. Dạ. Em là vận động viên bốc xin. Dạ đúng rồi. Chứ có bao giờ bị dính đòn bởi vợ em không? Dạ em là vận động viên bốc xin mà không thấy ăn thua gì, còn sợ vợ hơn, bị đánh vợ ăn hiếp hoài. Từ trước giờ có đánh vợ? Dạ không, còn nhịn nhục cái này. Thiệt không em? Dạ đánh thật, thật.
Lâu lâu ngủ mớ tưởng em là cái bao cát phải không? Dạ, tại vì ảnh tập nhiều năm như vậy thì tự động khi mà ảnh đã ngủ say giấc thì cái cơ ảnh giật. Cũng có nhiều lần bị đánh, rồi xong bị chèn cổ, mệt khó thở này nọ. Trúng em đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, đang ngủ say là cứ bị, mà chỉ có bị trong tiềm thức. Hỏi thiệt nha. Dạ. Tại vì nó là do bị cơ thiệt không hay là do nói trả thù? Dạ cơ thiệt á. Dạ. Chứ không phải là ban, dạ, ban ngày bị ban ngày bị nhịn nhục quá cho nên là nhân cơ hội với em á. Dạ, làm bộ mới. Em biết không, anh coi trên Facebook nó có mấy clip á. Dạ. Giống như là ông chồng á, nhiều khi đang ngủ ngon nó thấy bây giờ đứng dậy tao hết. Sao bây giờ đứng dậy không? Nằm xuống nằm ngay. Dạ. Thì em này có phải vậy không? Em không bao giờ. Thiệt không? Dạ thiệt. Dạ em không bao giờ để ý vợ làm gì hết à. Vậy chứ dạ. Sao em nói bỏ là em nhịn nhục. Nhịn nhục làm sao đâu. Dạ thì mỗi lần mà gây lộn thì vợ nói không mà. Em không bao giờ nói. Im lặng. Trời ơi. Dạ. Thường thì vợ chồng gây lộn là em là người bắt đầu, em cũng là người kết thúc, em cũng là người làm quà. Dễ thương luôn. Dạ. Một tại vì đúng như Hiền nó nói, nó nhịn dạ. Nhục, nó im lặng mà nó cam chịu mà. Dạ. Có lần nào em đánh chồng em chưa? Dạ có. Có hả? Có. Đánh mà cắn đầu hương. Vậy hả? Dạ. Kể đi, tại sao lại bị vậy? Dạ mỗi lần vợ xỉn về là kiếm chuyện. Cắn đầu hương. Ủa mà hai đứa nào nhậu hơn? Dạ vợ em. Dạ em thì không hút thuốc, không nhậu nhẹt, không chơi bời, chỉ có tập xong về nhà thôi. Còn vợ thì thích là du lịch, cái hai là mê nhậu. Sao như vậy là quýnh, lý do gì quýnh người ta? Dạ tại ảnh thì bình thường ở dơ lắm, lúc mà quen á thì cứ tưởng ảnh sạch sẽ. Còn mà lấy ảnh về rồi á là quần áo ảnh theo một cái vòng tuần hoàn là cứ một bộ, xong rồi treo lên lấy bộ khác bận. Bận xong rồi hết bộ đồ xong chay quay trở lại bộ đồ cũ bận tiếp. Không thấy giặt. Không tiết kiệm. Không tiết kiệm sao bóng. Dạ không tiết kiệm. Đồ đó còn mới chưa ra mồ hôi mà cứ giặt đi cứ tốn sao bóng. Không đúng không tiết kiệm cứ mà. Cứ đi siêu thị mua cái chai xịt gì đó về xịt xong bận đồ xong cái xịt. Xịt xong quay lại bộ đồ đó. Nè em thấy không còn thơm nè. Còn rất là thơm nè. Ê Hiền, không lẽ cái chuyện mà em ở dơ mà bị vợ đánh? Thì không phải đánh. Vì vợ đánh em cái trận mà em nhớ hoài là lý do gì mà bà đánh em? Dạ, tại ở dơ nhút nhát nữa. Vợ lấy cớ như vậy để mà đánh em á hả? Dạ, em cũng cam chịu, cũng chịu cho cắn, không làm gì làm. Rồi cái trận đánh đó nó phi lý nhất là, gần đây nhất là chuyện gì? Lúc sinh nhật em á, thì cũng tổ chức sinh nhật, hai bạn cũng đem bánh kem, trái cây, ốc đem về, tổ chức sinh nhật cho mình, mai nhà. Hai đứa uống bia nhậu sai mình mua đá mua bia về hai giờ sinh nhật của mình mà giống như hai sinh nhật của hai đứa sai để rồi hai bả nhậu á à? Dạ hai bả nhậu giống như là thào mình giống như là ô xin vậy rồi sao em dạ thì sao xong xỉn không? Dạ xỉn thì uống xỉn xong rồi kêu cổng lên lầu. Ổng mà có bị sốc không? Hơi cũng mà cũng đáng chịu. Thở em. Còn có tật gì nữa không? Dạ tối ngủ hay ngái. Với lại tối không cho ngủ, bắt nói chuyện tới khuya. Không thì mua cờ tỷ phú, bắt đánh, không cho ngủ. Còn gì nữa không? Tối ngủ thì mở quạt thì không cho đắp mền. Đắp mền thì tắt quạt. Cái đó là tiết kiệm điện. Nghĩa là nếu mà mở quạt thì không cho đắp mền. Mà dạ, đắp rồi. Mền á thì không cho mở quạt. Đúng rồi. Rồi còn cái tật gì nữa không? Hay kêu vợ nách lên để nhìn. Nhìn rồi làm gì nữa không? Nhìn xong hồi lát rồi hôn hửi. Trời ơi, tôi tưởng tượng là gì à? Tôi tưởng tượng là vợ nách lên bà lấy cái nhiếp bà nhổ hôn, mở ra nách lên hôn rồi hửi. Không, chứng tỏ rằng là em bị thơm nách đúng không? Dạ em có hỏi là tại sao em thích nhìn nách anh như vậy, tại nách anh ít thơm nên em thích nhìn hoài vậy. Không phải nách anh ít là sao? Là tại lông nách em ít. Trời dễ thương quá. Là ghiền hả? Em thích hả? Dạ. Ồ vậy hả? Nhìn nó dễ thương lắm, nhìn nó xinh sao? Trời cái nách luôn. Rồi còn thích cái gì ở chồng nữa không? Dạ chỉ thích cái mỗi chỗ đó. Cái nách thôi. Nhìn cái đó thôi là vui hả? Dạ mỗi tối cứ nhìn chỗ đó thôi là ngủ ngon rồi. Ôi dễ thương quá
À, em nãy em có kể chi tiết là vợ em bắt em cõng nha. Nhưng thằng nhỏ nhắn như thế này, ngoài thích cõng thì cô ấy còn thích gì nữa? Dạ thích chơi trò tuột nít á. Tại nhà có ghế salon á, hay kêu mình em ngồi đây nè, ngồi lên tuột xuống, ngồi lên tuột xuống vậy. Mà em là sao em tuột được hay vậy? Dạ tại thích vậy đó. Dễ thương. Dễ thương. Tại vì ảnh đỡ em được. À, dạ. Còn thích cái gì nữa không? Dạ là lọc tài lắm. Sáng cho 50 ngàn xài. Tới giờ dạy xong rồi về, không được đi đâu hết. Trong khi vợ thì đi đâu cũng được hết. Lọc tài lắm. Dạ. Độc tài. Dạ. Nhốt sáng em trong nhà vậy đó hả? Dạ. Sáng cho 50. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em không mong muốn ảnh thay đổi điều gì hết. À. Tại vì để có cái để em càm ràm, em nói này nói nọ cho nó thêm vui. Dạ bớt ăn hàng lại. Ảnh hàng rong lắm hả? Dạ, ảnh ăn hàng rong mà tới nỗi mà em với ảnh mà vừa dắt xe ra cổng cái ảnh chỉ cần nhìn bà bán tàu hũ thôi. Là bà bán tàu hũ hỏi ăn mấy chén. miệng nói mà tay đã múc rồi. Bà bán chè cũng vậy nữa. Hôm nay ăn chè chọc môn hay là chè đậu? Mà chỉ cần mà hỏi câu đó là biết là bạn hàng lâu năm đó. Dạ đúng rồi. Em qua xài lắc cóc lắc rồi. Dạ, bánh tráng trộn, bánh tráng nướng này họ. Gu ảnh á anh, gu ảnh là bánh tráng trộn, bánh tráng nướng rồi không gì xòi. Ái cha. Thấy được không? Đây là nhậu nè. Bên đây ăn hàng. Bên đây là boxing, bên đây nội trợ. Hay không? Trái ngược á. Thế bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt độc tài với lại bớt đi nhậu. Nhậu về là hành xác kỹ. Hành xác là cắn nhéo. Dạ cắn nhéo làm đủ thứ. Bớt được không? Dạ được. Bớt bên này nhậu. Bớt ăn hàng được không? Dạ thì lâu lâu cũng nhíu miệng ăn cho lại. Nhíu miệng. Có nghĩa là bây giờ thực ra cái vấn đề mà của tụi em bây giờ chỉ là vợ bớt đi nhậu thôi. Đúng không? Được không? Đúng không? Chồng ước vậy em thấy được không? Hứa với chồng đi cho chồng vui thôi. Nghiệp chồng cứ cho chồng ăn hàng đi. Kìa. Dạ chứ. Dạ hôm nay em hứa với anh là sẽ hiền và bớt đi chơi với bạn bè nhậu nhẹt để không có làm anh buồn nữa. Chồng nói cái gì đi chứ. Nếu mà vợ được vậy thì anh cũng thương vợ nhiều và cố gắng làm thật nhiều tiền để có tiền cho vợ đi du lịch. Thôi chúc hai em lúc nào cũng vui tươi như thế này và mau chóng có tin vui. Cảm ơn các em đã đến với chương trình nha.